600m trên mặt biển. Nếu bạn thích bơi trong một chiếc bể đáy kính, nằm cao hơn 600m chơ vơ ngoài một dìa đá, thì hãy đăng ký vào danh sách khách hàng của một khách sạn mới lúc nó mở cửa. Công ty thiết kế Hayri Atak của Thổ Nhĩ Kỳ vừa tiết lộ kế hoạch về việc xây dựng một khách sạn trên vách đá Priketolen nổi tiếng ở Raifiker, Na Uy, hứa hẹn mang đến những khung cảnh ngoạn mục nhất. Khách sạn chỉ có 9 phòng, hướng đến những khách hàng muốn tìm cảm giác mạnh, mỗi phòng đều nhìn ra vực thẳm sâu hun hút bên dưới nhà thiết kế lấy cảm hứng từ những bức ảnh chụp các góc nhìn từ vách đá Briquetoland. Khách sạn sẽ là một phần mở rộng của vách đá với ba tầng được xây chia ra bên ngoài. Hồ bơi vô cực được thiết kế nằm ở dưới cùng. Atac muốn các khách hàng cảm nhận cảm giác ly kỳ và phiêu lưu khi họ bơi trong hồ bơi hoặc nằm ngay trong phòng của mình, giống như họ đang tự mình đi dạo trên một vách đá ở độ cao 600m trên mặt nước biển.